Ok xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku chỉnh phát cùng với video nhận định thị trường hàng ngày của em An. À, nếu đây là lần đầu tiên các anh chị đến với kênh cũng như video của em An thì có thể là ủng hộ cho em một nút like và những cái bình luận tuyệt vời hoặc là những trái tim màu tím ở, ở phần comment sau khi kết thúc video nhé. À, thì hy vọng là những cái buổi chia sẻ của em An trong giờ khớp lệnh cũng như là những cái video cập nhật thị trường sau phiên hàng ngày à, cũng đã đem lại cho các anh chị được những cái góc nhìn cũng như là có thể đưa ra được cái kế hoạch giao dịch phù hợp trong cái giai đoạn hiện nay nhé. À, thì à, ngày hôm nay là thứ tư 16 tháng 9 còn một ngày nữa là tới đáo hạn phái sinh à, thứ năm 20 tháng 6 à, xin lỗi 19 tháng 6 và ngày mai là 20 tháng 6 thì chúng ta sẽ có được một cái phiên đáo hạn phái sinh à, thì à, diễn biến của Vani trong tuần này cũng như là ngày hôm nay thì nó vẫn đi theo những uh, cái biến động những cái 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 nhận định của em đã đưa ra uh, trong các video trước là chúng ta vẫn đang chờ đợi một cái nhịp điều chỉnh và cân bằng trở lại của thị trường à, và cái những cái nhóm ngành đã chạy tốt chạy mạnh trong giai đoạn trước thì hiện tại đã bắt đầu có những cái 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 vùng điều chỉnh những cái vùng đi ngang và quay trở lại tăng nó giống như đang có một cái tín hiệu là tạo đỉnh ngắn ở đây đã bắt đầu cho một cái nhịp kéo cuối và sẽ trở lại cái quá trình tích lũy hoặc là điều chỉnh giảm đã sau một cái 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 nhịp tăng tương đối khỏe thì ngày hôm nay là chúng ta đóng cửa ở vùng 1279. Đấy nó về lại những cái biên trên tiệm cận cái vùng 1280. Ngày hôm nay thì mở cửa ra chúng ta đã tăng lên đâu đó là quanh được cái vùng 1284. Đấy nhưng mà cái động lực tăng vẫn không duy trì được lâu. À, trong suốt phiên sáng thì chúng ta đã có cái nhịp điều chỉnh sâu nhất và tiệm cận được cái vùng 1270. À, và bắt đầu đi ngang và hồi phục trong phiên chiều thì uh, ngày hôm nay cái sắc xanh cũng đã trở lại tương đối là khả quan hơn phiên ngày hôm qua. À, tuy nhiên là cái 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 động lực tăng nó đã không còn mạnh nữa. mặc dù là có một cái sự hồi phục tăng điểm đâu đó vào cuối giờ tới cái đến từ cái động lực của phái sinh kéo rất là mạnh. Đấy, nhưng mà cái lực kéo này nó cũng chỉ là tác động nhất thời thôi chứ không phải là một cái sự bùng nổ, một cái sự trở lại mạnh mẽ của thị trường. À, ngày hôm qua thì em cũng có chia sẻ là nếu xuất hiện những cái phiên điều chỉnh, những cái nhịp giảm trong uh, thời điểm sau này, thì đó sẽ là một cái cơ hội để mình tham gia. thì uh, ngày hôm nay thì anh chị thấy là có một vài cổ phiếu nó đã điều chỉnh về được cái vùng mua cho mình uh, sau khi có những cái cái cái, cái uh, vận động khá là tốt, thì uh, Nhìn sơ qua ngày hôm nay là những cái mã cổ phiếu gọi là có thể vận động ổn ổn một chút đấy, như là FPT nè. FPT thì trong livestream cũng như là những cái phiên trước em cũng có chia sẻ là nó đang test lại cái vùng 129. Đấy nó quay về nó điều chỉnh lại 3 5 phần trăm ngay từ cái vùng đỉnh ở đây. Các anh chị có thể thấy ngay cái vùng đỉnh đây là 133 134 đi, nó về 3 5 phần trăm, nó cân bằng được là sẽ có được một cái nhịp hồi cho các anh chị mình mua à, đã uh, vừa là chốt lời t cộng cũng như là mình cơ cấu mình canh mình phát hàng cũng được đấy ngày hôm nay anh đã có một cái nhịp test trở lại cái vùng 131 132 thì cũng là cái cơ hội để mình uh, xử lý cái tài khoản của mình thôi đánh t cộng là vẫn có lãi mà mình uh, muốn chốt lời thì đoạn này là mình cũng chốt được một cách tốt đẹp này đấy đâu đó như là lc những cái mã thuộc cái nhóm công nghệ thì hầu như là ngày hôm nay đều có một cái nhịp test trở lại vào tăng đấy đặc biệt là mấy anh đã chạy tốt như là vtk ngày hôm qua là bắt đầu vào cái nhịp chỉnh ngày hôm nay đầu giờ cũng chỉnh nhưng mà trong phiên cũng đã quay trở lại tăng đấy sau đó cái áp lực chốt nó cũng xuất hiện nó tạo ra một cái mẫu hình này cũng cũng cũng, cũng là uh, bắt đầu là thấy có cái tín hiệu là quay xe nha các anh chị đang cầm hàng thì cứ phải theo dõi thôi có lại là mà mình cứ chia ra chốt Đấy. đoạn này là em vẫn ưu tiên là mình chia tỷ trọng ra mình chốt dần Đấy, gom tiền về chị giải ngân một vài mã mà chiến lược cho một cái nhịp tăng sâu thôi chứ không có mua lang mang không có mua quá nhiều mua fomo trong đoạn này nữa vgi cũng vậy Đấy, cũng có một cái nhịp chỉnh và bắt đầu là hồi phục tăng lên Đấy, hôm trước là cũng có chia sẻ là lanh quanh cái vùng 110 nè 110 Đấy, bật lên cao được thì là vùng 118, 120 thôi. Nhưng mà với cái vận động như thế này thì em nghĩ là lanh quanh cái vùng 110, 112, 113 gì đó thì các anh chị có thể là chủ động mình xử lý bớt đi. Mình chốt bớt đi đối với GI. CMG, những cái con tăng khỏe trong đoạn này nè. Đó, nó cũng đang có cái dấu hiệu là tích lũy đi ngang trở lại và có khả năng là rơi vào một cái nhịp chỉnh tiếp theo nữa nên là mình cứ chủ động con nào có lời con nào còn cân bằng được ở cái biên trên thì mình cứ tận dụng những cái nhịp kéo giá trong phiên ấy để mình thu gọn lại à, mình chỉ để lại đâu đó tầm 50 hoặc là 30 phần trăm hàng để mình chạy lãi thôi còn là mình cứ gom lợi nhuận gom uh, tiền tăng sức mua lên Đấy, để sau này chúng ta sẽ dễ dàng uh, chủ động trong cái việc đi lệnh nếu mà thị trường nó đưa chỉ số đè giá và những cái biên bên dưới Nếu như phiên sáng ngày hôm nay ấy, nó có một cái nhịp quét mạnh và cái vùng 1 và 2 7 10 nó lúc đó thì nếu mình có sức mua thì mình có thể là chơi đinh mình lướt được một cách nhẹ nhàng chứ không có phải tâm lý là ờ, chết rồi khúc này nó giảm như vậy có nên bán đuổi hay không bán không bán lúc này thì lỡ nó quét xuống sâu hơn nó lúc đấy bán lại lỗ nhiều đấy, nên là cái 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 chiến lược trong lúc này là mình cứ phải chờ đợi những cái phiên mà nó kéo tăng lên để mình thoát bớt hàng và à, thị trường đi ngang cân bằng được Thì chúng ta sẽ quay trở lại giải ngân sau đó, Thì ngày hôm nay là hầu như những cái mã cổ phiếu ở bên trên Nó đều đã có cái tín hiệu là tạm thời là chuẩn lại một lần nữa rồi Nó không có tăng khỏe nữa Đấy như DGC ngày hôm qua tăng tím Thì ngày hôm nay cũng đã quay trở lại Cái biên 128, 129 Và cái vùng này sẽ là một cái vùng cân bằng tạm thời đó là cho các anh chị mình muốn mua gia tăng muốn mua chơi đinh đối với dgc thì mình có thể giải ngân à, chứ không nhất thiết gì phải mua đuổi trong cái phiên ngày hôm qua mua giá tím Đấy, hôm qua 130 thì hôm nay là có 128 129 để cho các anh chị giải ngân nó cũng nhẹ nhàng hơn đó. và cái lực bán ngày hôm nay là cũng tương đối thấp chứ không có nhiều à, ngày hôm nay cũng có một cái mã cổ phiếu trong danh mục là tím nữa ngày hôm qua là có dgc trong danh mục cũng tím thì ngày hôm nay là MWG. À xin lỗi, à, VTB, lát cũng có một câu chuyện của MWG em sẽ chia sẻ sau ha. À, VTB thì cái vùng à, mua của VTB thì em cũng đã có chia sẻ rồi. Đó là khi mà nó vượt cái vùng 81 82 bật tăng lên thì mình có thể là bắt đầu giải ngân. Nó đã có hai thời điểm nó vượt được cái vùng 82 đó là đầu tiên là lanh quanh à, giai đoạn tháng 5 là có hai lần nó về test cái vùng 82, 81, thì lúc đấy là cũng em cũng đã có chia sẻ cái điểm mua cho anh chị khách hàng trong nhóm và ở trên livestream và cũng như video, các anh chị có thể là theo dõi thì có thể là biết được ha, ấy thì nó cũng đã đi test đi test lại rất là nhiều lần và bây giờ nó đã vượt được cái vùng 82 một lần nữa và nó bật tăng lên, thì ngày hôm nay nó cũng đã cho lại một cái kết quả tương đối mỹ mãn đối với các anh chị nào mà vẫn duy trì được một cái uh, tỷ trọng tương đối ổn định của VTB à, thì ngày mai cũng cái sẽ có kỳ vọng nếu mà thị trường chúng ta phản ứng với cái phiên đáo hạn phái sinh mà tích cực thì những cái mã như VTB hoặc là DGC nó có sẽ quay trở lại cái một cái nhịp tăng Đấy, nhóm thép thì ngày hôm nay là cũng uh, tương đối là bình thường thôi vẫn lanh quanh cái biên sai quay sau một cái nhịp tăng mạnh, hoa sen Nam Kim Đấy, nó vẫn duy trì ở cái biên trên chứ không có phải là rơi và trong chiều nay thì cũng đã có cái, cái cái biến động về giá thép của thế giới đang có cái chiều hướng là quay trở lại tăng và cái nhịp tăng này là cũng tương đối mạnh thì đâu đó nó cũng sẽ đem đến những cái tin tích cực những cái điểm tích cực cho nhóm ngành thép và đặc biệt là hoa sen khi mà cái dòng tiền đang đổ dồn vào hoa sen khá là lớn và cái kỳ vọng và cái mặt uh, tăng trưởng do doanh thu và hàng tồn kho đang ở cái mức rất là tốt đấy cho nên là hoa sen đoạn này nó sẽ có khả năng là uh, nối đuôi của anh VGS đấy, nhịp này VGS là đang có dấu hiệu là nhường ngôi cho hoa sen rồi đấy, mấy phiên này thì VGS nó cứ lanh quanh lanh quanh ở cái biên 37 thôi 37.7 và 7.8 thì em cũng có chia sẻ là anh chị nào có lãi thì mình cứ chủ động mình thu quân dần dần đối những cái mã đã tăng khá là tốt trong nhịp trước rồi đấy, thì thì ngày hôm nay là hầu như đều có một cái sự hồi nhẹ. Đấy, cổ phiếu đều cho cái điểm bán phù hợp để các anh chị mình xử lý và lướt lát nha. Đấy, nếu anh chị mình muốn được em ăn hỗ trợ thêm về những cái cổ phiếu cần phải xử lý. Cũng như là cơ cấu danh mục lại sớm để chuẩn bị đón một cái, cái con sóng tiếp theo của thị trường. Đặc biệt là cái giai đoạn cuối tháng 6 đầu tháng 7 sẽ là... Um, cái kỳ báo cáo tài chính quý 2 và bán niên nên là cũng sẽ có rất là nhiều cơ hội để chúng ta có thể là tham gia lại thị trường Đấy, các anh chị mình cứ liên hệ với em qua cái số điện thoại là 0938327086 để chúng ta cùng trao đổi và em sẽ hướng dẫn các anh chị mở tài khoản cũng như là chuyển ID ở công ty SSI qua cái ID của em An là 2773 nhé OK quay lại với cái diễn biến của thị trường thì mình có thể nhìn những cái khung nhỏ hơn để mình biết được cái vận động của thị trường trong ngày hôm nay nó như thế nào à, thì mình có thể thấy là đầu phiên đầu phiên ngày hôm nay là buổi sáng đã bắt đầu từ cái khung 9 giờ 9 giờ 30 là mình đã có một cái nhịp bật tăng nhảy gáp lên và cái vùng chỉ số cao nhất là 1283 1284 bốn à, sau đó là cái cái chỉ số bắt đầu nó suy giảm dần trong phiên sáng nhưng mà mình vẫn có thể thấy là so với vận động bình thường của phiên sáng các phiên trước thì mình thấy là cái, cái 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 lực bán nó hầu như là không có quá dữ dội nó chỉ tăng lên ở một cái mức nào đó thôi và lực cầu vẫn nhâm nhe đối ứng lại cái lực cung để hấp thụ hàng Đấy. như là rất là nhiều mã cổ phiếu là chúng ta thấy có bị điểm bán nhưng mà cái biên độ dao động nó rất là nhỏ, cái biên độ giá nó rất là nhỏ. Mặc dù là chúng ta thấy chỉ số giảm, uh, cổ phiếu giảm điểm, giảm giá, nhưng mà cái biên độ nó hơi thấp, nó không có bị rơi uh, quá nhiều, không có cái cổ phiếu nào mà gọi là quét sàn hay là giảm năm sáu phần trăm trong phiên cả. Đây tới buổi chiều thì bắt đầu là có một cái sự hồi phục nhẹ. Đấy, mình bình thường thì mình đều sợ là buổi chiều uh, hàng về tới cộng chay đinh và sẽ gặp cái áp lực bán. Tuy nhiên là buổi chiều là chúng ta thấy mở cửa ra là à, cái 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 lực cầu nó bắt đầu chiếm ưu thế hơn và kéo chỉ số lên lại những cái vùng biên trên. Đấy về lại những cái vùng thời điểm buổi sáng luôn, 1 2 82, Chỉ là 1 2 83. Đó. Tuy nhiên là tới ATC lại tiếp tục là có một cái điểm vùng đạp giảm điểm nhưng mà cái khối lượng cái thanh khoản trong phiên ATC thì mình thấy là những phiên gần đây nó đều là có cái lực cầu à, sau khi kết thúc khớp lệnh khớp lệnh liên tục trong giờ giao dịch thì cái lực cầu nó luôn tuôn ra nó cướp hàng đấy, nó đè bán trong ATC nhưng mà thực sự là cái lực cầu nó vẫn tuôn ra trong những cái 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 thời điểm cuối giờ đấy à, mình nhìn trong uh, khung 5 phút là mình sẽ thấy nó rõ hơn này Hầu như là lực bán nó đều chỉ là xuất hiện nhẹ nhàng thôi chứ nó không có gây áp lực quá lớn Đấy lực cung trong phiên ngày hôm nay là mình thấy là đang đang có cái sự nhường sân lại cho lực cầu Đấy, Cầu kéo lên liên tục luôn và cái nhịp bán ở những cái giai đoạn cuối phiên như thế này hầu như là rất thấp Mà chỉ là đè, đè giá, đè chỉ số, đè VN30 là chính Sau đó là chúng ta có một cái sự quay trở lại kéo điểm và cái thanh khoản hầu như là cướp hàng trong ATC rất là nhiều Đấy, như vậy thì chúng ta đánh giá được thị trường đã đi vào một cái nhịp gọi là tích lũy rồi đúng là nó đã đi tích lũy mấy phiên nay rồi nhưng mà cái tích lũy bây giờ là đang là tích lũy ở biên dưới đang là tích lũy ở biên dưới và có những cái tín hiệu là điều chỉnh điều chỉnh phục hồi điều chỉnh phục hồi rất là nhanh đó có thể là uh, ngày mai chúng ta là sẽ có một cái phiên đáo hạn phái sinh tương đối là yên bình Đấy, sẽ có một vài biến động nhỏ kéo chỉ số lên cao nhưng mà nó sẽ không gây ra cái áp lực bán khi mà chỉ số lên cao nữa mà nó cũng chỉ là một cái nhịp kéo tăng điểm bình thường à, như những cái phiên giao dịch trước đây chúng ta đã thấy cứ kéo điểm và điều chỉnh kéo điểm và điều chỉnh trong phiên à, cho nên là nếu mà các anh chị muốn xử lý tài khoản thì có thể là vẫn duy trì cái chiến lược là giá xanh cứ hạ à, cổ phiếu có lời hoặc là cổ phiếu yếu thì mình cứ canh cái vùng giá cao hơn để chúng ta hạ À, tính ra thì Vani nó đã test được cái biên 1270 1269 1270 cái vùng nền dưới ở đây khá là thành công và đã rút chân lên đấy và cái vận động như thế này thì em thấy là không có gì nguy hiểm cả như ngày hôm qua em có chia sẻ đấy những cái nhịp điều chỉnh xuất hiện 3 trăm 5 phần trăm của cổ phiếu cũng như là của thị trường nó sẽ là cơ hội để chúng ta bắt đầu giải ngân à, về giải ngân những mà cổ phiếu nào thì mình cần phải có một cái sự xem xét đánh giá kỹ càng hơn Đấy, thì tính ra là Vani đã rút chân lên đóng cửa ở ngay cái hỗ trợ kia 1279 nó đây là cũng một cái vùng kỳ vọng của em An trong phiên sáng đóng cửa được ở lanh quanh 1279 1280 hay thậm chí nó nhú lên được 1281 1282 lại càng tốt Đấy, thì trường nó đã siết được cái nền ngay đây và những cổ phiếu nào có cái vận động tương tự như vậy thì cũng là một cái cái điểm mà chúng ta nên lưu ý đã đưa cổ phiếu vào danh mục theo dõi. ngày hôm qua là em có chia sẻ về Hoa Sen và FPT. Đó, nó cũng đã siết được một cái nền giá mới và những cái vùng cân bằng đã uh, tạo ra một cái mức thanh khoản nó tương đối khỏe một cái xung lực mua lên tương đối tốt. À, thì hôm nay Hoa Sen là về lanh quanh cái vùng 25 25.2. Đó cũng là một cái điểm mua dành cho các anh chị mình muốn gia tăng và chưa có hàng. Mùa mới đối với mã hoa sen trong cái nhịp này à, Theo thì hoa sen vẫn có cơ hội để tiếp tục tăng đấy, nó chưa có suy yếu đâu này nó vừa mới thoát khỏi cái biên tích lũy của nó thôi đấy cái vùng tích lũy của hoa sen là có cái biên trên ở lanh quanh cái vùng giá 24 đấy vừa rồi thì nó đã thoát ra được từ 23.8 đến 24 thì bây giờ nó vẫn còn cơ hội để chạy khá là nhiều nên mình cứ yên tâm trong cái việc đầu tư mã cổ phiếu uh, HSG hoa sen này và ngoài ra thì nãy em có nhắc đến mà nó lưu gờ. thì cổ phiếu này nó cũng mình nhìn thấy nó cũng đi một cái biên vận động một cái biên tích lũy và điều chỉnh khá giống với VNI ha mở VNI bên này xem nào đấy nó cũng đã tạo được một cái nền tích lũy ở biên trên này khá là giống với Đó, nó đã đánh đúng cái nhịp xuống dưới xuống cái vùng hỗ trợ thì gang cái bật lên và quay lại test lần nữa thì trong nhóm khách hàng ngày hôm nay thì em cũng đã có chia sẻ cho các anh chị là từ đêm hôm qua rồi à, là có thể canh mình giải ngân MWG trong phiên ngày hôm nay nếu mà cái vùng nền 61 62 duy trì được tới phiên chiều thậm chí là duy trì tới sau 2 giờ 15 luôn đó, à, nhưng mà đâu đó là khoảng tầm 1 giờ 30 là cái 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 việc cái xung lực tăng lên của MWG nó đã xuất hiện rồi Đó, Nên là cái vùng giải ngân của em là cũng là lanh quanh cái uh, giao găm trong khung 15 phút là 6.5 Cái giá trung bình hiện tại là 6.2-6.5 tới cho trong hệ thống khách hàng của em an Đấy, Thì uh, nếu mà mình theo dõi được vận động của cổ phiếu thì mình có thể bắt được những cái nhịp tăng của nó để mình đánh Như giai đoạn trước nè À, anh chị có theo dõi em lâu thì cái đoạn mà bắt đầu nó đánh từ cái vùng 46 lên tới cái vùng 52, 53 này. Thì em An cũng đã có chia sẻ vài điểm để cho các anh chị mà đang cầm hàng để có thể là uh, canh, cân đối lại cái mã MWG này. Lúc đấy là nó đang đánh theo một cái biên, cái kênh song song hướng lên. Nó đánh đúng cái kênh song song, cái bên tích lũy hướng lên đó, nó sẽ tạo ra một cái cú rũ rồi nó lại chạy tiếp các anh chị mình vẫn có thể là, là là, là follow theo mình đánh trong cái kênh giá song song đó trong cái giai đoạn nền cũ ở đây Đấy nó cứ đánh vượt vượt lên trên loanh quanh là năm hai năm ba bắt đầu nó điều chỉnh rồi nó quay về nó tăng tiếp đấy cái nhịp nó tăng gần đây nhất này là bắt đầu nó vượt 54 ở lúc đấy thì tụi em cũng chỉ canh bán được ở loanh quanh cái vùng giá 53 54 thôi nhưng mà không ngờ nó chạy lên tiếp tục đấy, nó tạo nền đi lên thì cái đoạn này nè nó đã tăng mạnh và bắt đầu là có cái dấu hiệu là kiệt và cái 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 lực cung lực cung nó đã cạn kiệt khiến cho hai kiếm nó cũng đã có một cái những cái vùng giá khách sạn hút xuống ấy về cái nền cân bằng và giữ giá được và bắt đầu là tăng trở lại thì ở đây mình thấy là cái xung lực bán nó cũng giảm dần ở những bên trên này thấy không giá giảm nhưng mà cái lực cung nó cũng cạn kiệt dần đi nó không còn đẩy mạnh lên cái 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 lực cung nó không còn bị bán mạnh nữa Đó, chứng tỏ là trên này giá cao thì những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ những cái nhà đầu tư đánh tây cộng đã thoát hàng gần hết rồi bây giờ chỉ còn những nhà đầu tư lớn cá mập và tổ chức người ta đang đấu đá nhau bên muốn thoát bên muốn kéo lên thì những cái nhịp như thế này nè sau khi họ đã gom thêm một lần nữa ở đây thì bắt đầu là có một cái nhịp đánh ngắn, à, đánh ngắn nên là em An cũng đã cho khách hàng mình mua theo. thì phiên ngày hôm nay đã có cái vị thế ở lanh quanh cái vùng giá là 62 cho tới 60, à, 62.2 cho 62.5. thì nếu mà các anh chị muốn uh, uh, tìm những cái mã có một cái vận động giống như MWG trong thời gian tới thì cứ liên hệ với em. À, qua cái số điện thoại trên màn hình là sáu để được em An hướng dẫn mình tham gia nhóm tín hiệu, nhóm khách hàng của em nhé. Đấy. Đó thì những cái vận động của thị trường thì trong các phiên đây nó vẫn tương đối là bình thật bình bình bình, bình thường thôi, không có quá là gây gắt. Đấy cũng đã, uh, phù hợp với những cái chia sẻ của em An đã đưa ra trong các uh, video cũng như là buổi livestream ban buổi sáng. Đấy cái vùng mua thì các anh chị cần thì có thể là liên hệ với em em sẽ đánh giá lại cái cổ phiếu đấy để cho các anh chị mình có thể theo dõi à, trước mắt là mình phải gom tiền gom tiền được càng nhiều càng tốt à, danh mục mình đang có lãi thì ok mình chứ chốt cái phần lãi đi à, mình có một tỷ mình đang lãi 300 thì mình cứ bán 300 ra mình bỏ túi mình cầm đó đã bắt đầu dần dần mình uh, tìm cơ hội để quay trở lại, thậm chí mình cũng có thể là chốt luôn 50% tổng giá trị tổng cái 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 lượng hàng mình đang cầm đó. Cứ bỏ túi trước một phần đã, khi nào cổ phiếu, khi nào thị trường cân bằng đi lên thì mình quay trở lại mình mua. Đó, đoạn này là không phải là cứ bắt đáy là có ăn đâu nha. Đó, mình phải mua được ở những cái vùng an toàn, những cái vùng cân bằng chứ không phải là bắt đáy nhiều khi bắt đáy cục tay cục chân nó lại rất là ổn mình bị chôn vốn cũng như là mất thời gian để tìm cái điểm về bờ thoát hàng Ok nếu anh chị thấy những cái chia sẻ của em An phù hợp với cái định hướng đầu tư của anh chị và thấy phù hợp với cái phong cách tư vấn cũng như là hỗ trợ của em An trong suốt thời gian qua thì có thể là về đồng hành cùng với em sớm nhé để chúng ta săn được cổ phiếu khỏe cổ phiếu mạnh trong thời gian tới À, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái buổi livestream cũng như là video nhận định thị trường tiếp theo của mang An. Đấy, nếu anh chị thấy video uh, hữu ích thì có thể là cho em An những cái lượt like và những cái bình luận trái tim màu tím và hoặc là comment chữ cảm ơn ở cuối video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.